Xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Hôm nay em Quỳnh lại tiếp tục chuỗi video chia sẻ những cái bài học kinh doanh mà em Quỳnh nhận được từ cuốn sách Bí mật .com. Có thể có một số các anh chị chưa biết em Quỳnh là ai, và vì vậy nên em xin phép chỉ 30 giây thôi giới thiệu về bản thân. Thì hiện em là co-founder của công ty cổ phần Ring Coffee và là CEO của công ty cổ phần đào tạo F&B Top One Việt Nam. Mong muốn lớn nhất của em là làm sao để cho người dân Việt Nam, càng nhiều người càng tốt, có thể tiêu dùng được cà phê hạt sạch nguyên chất, cũng như là những anh chị chủ đầu tư muốn kinh doanh mở quán cà phê, nhà hàng thì có thể thành công đạt được những cái mục tiêu về tài chính và về thời gian của mình. Và ngay bây giờ thì không để mất thời gian của anh chị nữa, em chia sẻ cái bí mật thứ tư, đó là phễu bán hàng và thang giá trị thì nó khác nhau như thế nào, và chúng ta xây dựng phễu bán hàng như thế nào. Thì anh chị nào mà chưa biết về khái niệm thang giá trị thì có thể tham khảo video số 3 của em Quỳnh nhé. Thì dựa trên cái thang giá trị, nói đến thang là các anh chị có thể hình dung là những cái bậc từ thấp đến cao, đúng không ạ? Thì cái thang này chính xác là như thế, tức là những tầng bậc nhu cầu và giá trị của chúng ta mang tới cho người tiêu dùng càng ngày càng tăng lên theo với cái gọi là giá tiền tương ứng với giá trị. Khách hàng trả càng nhiều tiền khi mà khách hàng dùng những cái sử dụng những cái dịch vụ của chúng ta ở những cái nấc thang cao hơn. Thế thì dựa trên cái việc là xây dựng lên được cái thang giá trị đó, thì chúng ta sẽ xây dựng lên một cái phễu bán hàng. Nghĩa là các anh chị có thể hình dung là một cái phễu thì ở phía trên thì là to, còn dần dần xuống dưới thì càng ngày càng nhỏ dần, đúng không ạ? Thì tương tự như thế, thang giá trị thì ở dưới thì là nhỏ và càng lên cao thì càng to, còn cái phễu thì ở trên thì to, ở dưới thì càng nhỏ. Nghĩa là với những cái giá trị ở cái mức độ cơ bản nhất, thì gọi là cái phễu lớn nhất ấy, thì có thể chúng ta trao ra thị trường những cái sản phẩm, những dịch vụ, gọi là những cái mồi câu đó các anh chị, và nó mang một cái giá trị rất là thấp và gần như là miễn phí. Thường thì là mọi người sẽ set up là cái phễu đầu vào là miễn phí. Sau cái miễn phí đó thì các anh chị nhận được giá trị từ cái nhà cung cấp rồi thì sẽ tiếp tục là muốn nhận được những cái giá trị lớn hơn, thì có thể sẽ được đưa ra những cái lời đề nghị để chi trả những cái mức chi phí nó cao hơn, và tiếp tục thì càng vào sâu trong cái phễu giá trị đó, và chúng ta càng xây cái thang giá trị của chúng ta càng nhiều nấc bậc, và với những cái thứ mà những cái sản phẩm dịch vụ mà khi chúng ta trao cho khách hàng mà càng ngày khách hàng càng khám phá, khách hàng càng biết đến thì càng wow, tức là người ta vô cùng sung sướng và người ta sẵn sàng chi trả để người ta nhận được những cái giá trị tốt hơn của anh chị. Thì cái phễu đáy ấy là những cái sản phẩm mà cái mang giá trị cao cấp nhất của các anh chị, và đồng nghĩa việc là các anh chị có thể kiếm được nhiều tiền nhất từ những cái khách hàng mơ ước của mình. Thì em Quỳnh xin chia sẻ một chút cái bài học đó và thực tế cái công việc kinh doanh của em Quỳnh. Thì thực ra thì ở cái lĩnh vực cà phê thì em Quỳnh chưa áp dụng vào nhiều, mà chủ yếu là muốn kinh doanh trong cái lĩnh vực đào tạo pha chế và muốn set up cái phễu. Thì đầu tiên ví dụ như là với đào tạo pha chế trà sữa chẳng hạn, thì bên em Quỳnh sẽ set up cái phễu là học khóa trà sữa miễn phí, học khóa trà sữa miễn phí cùng với Top One là công ty của em Quỳnh. Và sau khi mà mọi người học xong, mọi người thấy nó vô cùng giá trị, vô cùng ý nghĩa, thì mọi người sẽ sử dụng, bên em sẽ đưa ra một cái gọi là cái thang giá trị cao hơn, đó là các anh chị có thể học một cái khóa gọi là khóa chọn đời, khóa chọn đời những cái buổi học miễn phí của các anh chị. Vì là những cái buổi học miễn phí đấy thì bên em sẽ chỉ để trên fanpage trong một cái thời gian khoảng là 2 tuần thôi. Còn ngoài ra thì nếu anh chị muốn tiếp tục nhận được những giá trị từ những cái kiến thức chia sẻ miễn phí đó, thì các anh chị sẽ phải mua một cái account gọi là account lifetime để học được chọn đời. Và song song đó thì bên em Quỳnh sẽ hỗ trợ để cho các anh chị có thể là có bất cứ vướng mắc gì trong quá trình thực hành pha chế thì có thể hỏi, và bên em có thể support trong một cái thời gian ngắn. Tiếp theo đó thì bên em set up thêm một cái phễu nữa giá trị cao hơn, đấy là gói mà set up quán cho các anh chị. Thì các anh chị mà
sau khi học kiến thức rồi thì mới biết rằng là cái việc pha chế nó chỉ là một cái phần rất nhỏ để có thể làm nên thành công của một quán cà phê, nhà hàng, một quán trà sữa, một quán trà chanh vân vân. Thì các anh chị mong muốn là sẽ nhận được giá trị từ em Quỳnh, đó là cái dịch vụ set up vận hành, đào tạo nhân viên, hoặc là xây dựng cái hệ thống truyền thông marketing, cũng như là các biện pháp quản lý tài chính dòng tiền, quản lý khách hàng, để làm sao cho cái quán cà phê nhà hàng của anh chị có thể hoạt động hiệu quả và biến cái mô hình kinh doanh đó thể kiếm được tiền, cũng như là các anh chị có thể tự do về thời gian. Thì công ty của em Quỳnh mới tạm thời set up ở cái phễu như thế thôi, và bên em Quỳnh thì có một cái sản phẩm thường xuyên để duy trì cái doanh thu đều đặn, cũng như là có cái nguồn tiền một cách thường xuyên, đó là bán thêm những cái sản phẩm dịch vụ trong cái gói combo để phục vụ cho mọi người thực hành pha chế trà sữa tại nhà. Thì mọi người có thể là có ý định mở quán thôi, thì mọi người cũng có thể mua cái combo đấy về để có thể thực hành, và sau này khi mà mở quán thì có thể mua những số lượng lớn hơn từ bên em Quỳnh. Còn với những cái gia đình mà chỉ muốn những cái đối tượng mà là gia đình muốn chỉ học để cho con cái và những cái người thân yêu của họ thưởng thức trà sữa, thì họ có thể mua cái gói combo đấy về để mọi người trong gia đình có thể là tự pha chế, tự làm và tự nhận biết được rằng là cái giá trị nó như thế nào, và sau khi mà thấy nó tốt rồi thì mọi người có thể định kỳ mua về cho gia đình dùng. Thì đấy là cái cách set up phễu của em bên em Quỳnh. Nhưng mà thực tế thì đọc ở trong cái cuốn sách của anh Russell ấy, thường các phễu của anh ít nhất là nó sẽ có 4 tầng bậc, thì em Quỳnh mới đọc và áp dụng được chỉ ở một cái mức độ đơn giản nhất thôi. Và bản thân anh Russell ấy thì anh cũng lưu ý chúng ta rằng là chúng ta cung cấp giá trị cho mỗi khách hàng ở mức độ họ có khả năng chi trả, cũng như là kiếm tiền và tạo lợi nhuận. Nhưng mà chúng ta phải cùng lúc xác định được rằng ai là những cái người có thể là khách hàng mơ ước của chúng ta và sẵn sàng chi trả ở cái mức độ cao. Thì đây chính là một cái điều mà vô cùng quan trọng và chúng ta phải lưu ý. Chúng ta không được đặt kỳ vọng rằng là tất cả khách hàng của chúng ta sẽ chi trả chúng ta ở cái mức độ cao. Vì vậy nên chúng ta sẽ phải tập trung xác định được cái khách hàng nào là cái khách hàng mục tiêu của chúng ta, để chúng ta cung cấp những cái giá trị theo đúng cái nhu cầu của họ, và nhờ đó thì họ nhận thấy rằng là thực tế là họ có thể nhận được những cái giá trị tốt nhất từ mình, và họ sẽ sử dụng dịch vụ và sản phẩm của anh chị. Đó là một cái lưu ý nó cực kỳ quan trọng. Và ngoài ra thì anh Russell anh cũng khẳng định rằng là thực tế đã chứng minh những cái phễu của anh ấy mang lại kết quả ấy, thì đều là set up nó không có giới hạn các anh chị ạ. Nó chỉ phụ thuộc cái sự sáng tạo, sự nỗ lực và cái tình yêu của chúng ta dành cho khách hàng thôi. Khi mà chúng ta đặt tâm của mình, đặt cái hoàn cảnh của mình vào cái hoàn cảnh khách hàng và xem rằng khách hàng mong muốn điều gì và có những cái khó khăn trở ngại gì trong con đường mà họ thực hiện được mục tiêu, thì chúng ta sẽ tìm mọi cách trao giá trị để họ đạt cái mục đích. Thì cái việc mà set up phễu đó và set up cái thang giá trị đó của các anh chị sẽ ngay lập tức vận hành vào thực tế, mang lại giá trị. Vì là em Quỳnh đã thực tế trải nghiệm, cũng như là bản thân mình thì mình cũng có những cái bài học vô cùng xương máu rồi trong cái quá trình hoạt động kinh doanh hơn 5 năm. Thì em Quỳnh cũng cũng thấy rằng là những cái điều chia sẻ của anh Russell nó cực kỳ thực tế luôn. Vì là cái nếu mà bạn đang không kiếm được nhiều tiền ngay lúc này thì bởi vì mình đang không mang đến nhiều giá trị cho khách hàng các anh chị ạ. Nếu mà mình thực sự là mình có giá trị để mình trao ra cho thị trường thì mình hãy trao hết sức mình, và quan trọng là mình hãy yêu thương khách hàng và hãy đặt cái mong muốn của khách hàng chính là cái điều quan trọng nhất để mình có thể thực hiện. Vì vậy nên là khi mình đặt cái tâm thế đấy thì mình sẽ tự tự sẽ đưa ra được bằng mọi giá đưa ra được cái giải pháp để có thể đáp ứng được nhu cầu khách hàng. Thì nó vô cùng tuyệt vời, vì bên em Quỳnh thì thực tế là triển khai cái mô hình phễu ở mức độ khá là đơn giản, và em Quỳnh tin rằng là trong thời gian tới khi mà đã thử qua cái giai đoạn thử nghiệm rồi thì sẽ áp dụng được cái phễu nó sâu hơn và nó mang cái tính hiệu quả hơn, khai thác đến cái tầng bậc nhu cầu cao nhất của khách hàng để có thể thỏa mãn được nhu cầu, cũng như là đáp ứng mang được nhiều giá trị cho khách hàng để khách hàng không thể nào mà chối bỏ cái dịch vụ và sản phẩm của anh chị. Và em Quỳnh cũng chúc là các anh chị thành công
Và hẹn gặp lại các bác anh chị ở video tiếp theo, là một video vô cùng quan trọng và thực sự là rất là cần thiết với tất cả các anh chị, đó là cách tìm khách hàng mơ ước. Chúng ta đã biết rằng là chúng ta cần phải tìm khách hàng mơ ước rồi, và cách là set up được cái thang giá trị cũng như là cái phễu bán hàng cho họ, nhưng mà tìm họ ở đâu bây giờ? Thế thì cái video tiếp theo sẽ trả lời câu hỏi đó cho các anh chị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở các video tiếp theo.